Cũng trong sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Thanh Khê gồm các ông bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Đoàn Ngọc Trung, Nguyễn Đình Tuấn cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Chính Gián. Ghi nhận tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri phường Chính Gián đã bày tỏ phấn khởi trước những kết quả thành phố đạt được trong thời gian qua, đồng thời kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến các khu đất trống bỏ hoang, tình trạng ô nhiễm môi trường, vấn đề thiếu trang thiết bị vật tư y tế, thuốc tại các bệnh viện tiếp tục được bà con cử tri quan tâm và đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm có biện pháp xử lý. Nhiều cử tri cũng đã kiến nghị các nội dung liên quan đến tình trạng ách tắc giao thông cục bộ tại một số tuyến đường. Càng ngày thì cái số lượng xe ở đường Lê Thị Chín càng đông, do đó là chúng ta phải có biện pháp. Nếu chúng ta thấy rằng không được đổ xe trên đường Lê Thị Chín thì sau này các xe ở đường Lê Thị Chín sẽ đậu ở đâu? Đó là một cái mà chúng ta cần xử lý. Cho nên chúng ta cấm thì như vậy là người ta sẽ tìm chỗ khác đậu, mà chỗ khác là chỗ nào? Nếu chỗ khác cũng cấm như thế thì chắc chắn là xe sẽ đưa ra ngồi ở đâu. Thì cho nên đây cũng là một vấn đề nan giải, cho nên là đề nghị quý vị chúng ta sẽ có ý kiến xử lý. Hiện tại quản lý của khu dân cư Bò Sen 3 thuộc phường Kinh Giáng, thế nhưng quản lý khu vực khu gia đình khu 372 thuộc về phường Hòa Thuận đây. Chính vì vậy mà từ đường Bắc phía Bắc đường Nguyễn Văn Linh ra đây là có hai cái phường quản lý. Con đường trường thi trở thành ranh giới giữa hai phường. Do vậy tôi đề nghị là chính phủ, thành phố đề nghị chính phủ là sáp nhập cái khu vực đó về phường Chính Gián thuộc quận Thanh Khê. Bởi vì sao? Bởi vì cái khu vực đó đã được quy hoạch phân lô và có cái khuôn viên cây xanh và có nhà để sinh hoạt, nhà cho cộng đồng, như đồng chí Tuấn vừa rồi nói là chưa có quỹ đất thì hiện nay đã có quỹ đất nếu sáp nhập được giữa hai khu vực đó. Các kiến nghị của cử tri đã được tổ đại biểu tiếp nhận, tổng hợp để trình Hội đồng Nhân dân thành phố trong kỳ họp sắp tới. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền quận, phường đã được địa phương giải đáp ngay tại buổi tiếp xúc.